Mình đã x 500 lần tài khoản như thế nào trong mùa đao trang? Đó là bên ngoài đó như vậy thôi. Còn hiện tại đây thì hầu như là chúng ta ăn được cũng khá là nhiều kèo. X2, X3, X5, X10 và X20 cũng có đúng không? Tuy nhiên thì đó chỉ là những cái số vốn lâu cáp và số vốn cho meme coin mà thôi. Ok, ở trong clip cái này mình sẽ biết cho anh em một số các cách để chúng ta có thể bắt được một số các đồng an coin tăng trưởng rất là ngắn hạn. Ăn được khoảng từ X2, X mấy lần đó. Tất nhiên thì sẽ có rủi ro nhé. Trên nền tảng của sàn MEC. Anh em không nên bỏ lỡ qua clip này nhé. Hello tất cả anh em, qua con mọi người đã trở lại với channel của mình và mình là Nhất Huy đây. Ở trong clip ngắn này mình sẽ biết cho anh em một số các cách để chúng ta có thể là bắt một số các đồng ăn coi trên sàn MEC nhé. Anh em sẽ thấy rằng thời gian vừa qua thì đa phần mình côn kèo cho mọi người trên nền tảng của sàn MEC đúng không? Và một số đồng ăn coi đó thì mọi người ăn được x2 khá là nhanh và ngày hôm qua thì chúng ta cũng ăn được một kèo đó là cái con gì nhỉ anh em? thì còn Pokemon đúng không Pokemon trên sàn EBC chúng ta ăn được x4 tài khoản đúng không nếu mà chúng ta chơi với số vốn gọi là rủi ro mọi người đánh kèo với coin đó. vài trăm đô thì x4 cũng rất là ok mọi người có thể kiếm được 1 hai nghìn đô mà đó cũng rất là nhiều người trong cộng đồng ngày hôm nay thì rất là vui ok và xin được chúc mừng anh em nhé cái này ở đây mình nói ở đầu clip ấy, mọi người nghe có cảm giác rất là lùi gà đúng không bởi vì những câu nói như vậy bình thường bên ngoài ấy, hay dành cho những KOL họ thường hay kêu gọi vào nhóm để tham gia các nhóm vip ấy. Còn hiện tại trong cộng đồng của mình thì gần 2 năm vừa qua mình hỗ trợ cho một người hoàn toàn free nha anh em. Không có thu phí một đồng nào cả. Anh em nhớ lưu ý giúp mình. Hiện tại nhóm bên ngoài khác ấy, mà giả mạo cái thông tin của mình hoặc là các cộng đồng Telegram khác mà đang giả mạo của mình ấy, thì họ sẽ có những yêu cầu một người tham gia vào nhóm VIP hoặc là tham gia gọi pool một số các cái dự án đó. Thì chúng ta tuyệt đối đừng tin nhé. Bởi vì mình làm free cho mọi người và thông báo cho mọi người rất nhiều trên nền tảng của Telegram rồi. Ok và quay trở lại thì mình sẽ update cho mọi người một số cách cơ bản thôi nha anh em. Còn những cách chuyên sâu ấy, thì mình sẽ dành một clip riêng bởi vì nó cũng có khá là nhiều các chủ đề để nói đó. Nếu mà nói để săn coi ở trên các cái sàn giao dịch mà chưa được listing ấy, thì cũng rất là nhiều chủ đề để nói. Nói chung cũng sẽ có nhiều cái để chia sẻ cho anh em nhé. Và nên anh em có thể là sắp qua kênh youtube của mình và nhớ bật thông báo lên nhá để không bỏ lỡ qua tất cả những nội dung quan trọng từ thị trường này. Và anh em lưu ý giúp mình nội dung ở trong clip chỉ là tham khảo thôi và không được xem được kênh đầu tư nha. Ở phần thứ hai thì mình sẽ hướng dẫn cho những người mới nhé. Chúng ta có thể tạo tài khoản ở trên sàn MSC và chúng ta cũng có thể là trade coin trên này giao dịch rất đơn giản thôi. Mình biết nhiều người mới hiện tại đang follow kênh của mình và không biết cách giao dịch cũng như là chuyển mua bán tiền mọi thứ luôn á. Để tránh trường hợp mọi người sẽ bị scam đó. cho nên mình sẽ ở bổ sung cho người phần thứ hai nhé. Tạo tài khoản này, đăng ký giao dịch đơn giản nhất và chúng ta có thể là bán trực tiếp đô ở trên sàn MC về Việt Nam đồng luôn đó. Ok và đầu tiên thì anh em có thể thấy rằng là thời gian vừa qua thì MEC bùng nổ khá là mạnh mọi người sẽ xem lại cái bảng báo cáo mình gửi cho anh em ở trên telegram đó anh em nhé đây sẽ có một cái chỗ mục loại thị phần các cái sàn đó anh em anh em có thể nhìn thấy cái báo cáo hiện tại đây thì thời gian vừa qua MEC và BitGet đã vươn lên thị phần cũng khá là cao hai cái sàn này thời gian gần đây cũng đã hợp tác và listing chéo nhau hai cái đồng coin của sàn đó MEC thời gian vừa qua thì trong khoảng một tháng đó anh em họ đã chi ra khoảng hơn 30 triệu đô gần 40 triệu đô để airdrop cho những người mà đang nắm giữ các đồng MX hoặc là tham gia các sự kiện Launchpad, Launchpool ở trên sàn hoặc là các sự kiện khác. Nếu mà nói về các cái sàn sách hiện tại nhiều sự kiện nhất ấy, thì có thể nói sàn MBC là một cái sàn hiện tại có khá là nhiều sự kiện liên quan đến cái đồng coin của sàn nhé. Mình công nhận là như vậy luôn. Bài thời gian gần đây cũng đẩy rất nhiều các dự án. Tuy nhiên bài thì mọi người kiếm tiền hơi khó đó. Mọi người sẽ cần phải sở hữu một khối lượng tài sản BNB khá là lớn thì anh em có thể kiếm được tiền. Như báo cáo thì nếu một tháng nhiều chương trình về Kickstarter em đây cũng như là Launchpad ấy, thì trên AMC anh em hâu cái đồng MX, mọi người có thể kiếm vài trăm đô. Ok và những ai mà chúng ta hô lớn thì có thể là kiếm nhiều hơn nữa nha anh em. Tùy vào số lượng của người đang hô cái đồng MX mà thôi. Mình sẽ không siêu cho cái đồng MX thời điểm hiện tại nhá. Hiện tại nó tăng trưởng khá là cao rồi. Trước đây ở vùng giá 0.79 đến 1 đô la thì anh em không mua, hiện tại lên gần 3 đô la rồi anh em mua thì thì gọi là sẽ rất là rủi ro đó. Còn đây sẽ là cái thông tin báo cáo report của cái đồng x về cái lượng bơm token bên ngoài nha anh em. MX thì nó sẽ là cái đồng coi gốc của sàn MC như là cái đồng BNB của sàn em mà thôi nha và 40% lợi nhuận ở trên sàn MEC thì sẽ được sử dụng để đốt cái đồng MX nhé. Và hiện tại thì MX sẽ được sử dụng trong các trường hợp như là Launchpad này hoặc là bỏ phiếu vote đó, trên các cái token mới chuẩn bị listing trên nền tảng của sàn MEC, starter và khấu trừ giao dịch. Có nghĩa là chúng ta sở hữu cái đồng MX thì mọi người đang như kiểu là skin game trực tiếp trên sàn luôn đó em Và mọi người sẽ kiếm được rất là nhiều cái lợi nhuận hàng tháng nhé Và đây sẽ có cái báo cáo về cái tổng cung tối đa trước khi đốt cũng như là tổng cung lưu hành và tổng số MX bị đốt nha anh em. Ở đây thì họ sẽ update cho mọi người về cái report hiện tại năm 2023 đây. Mọi người có thể xem lại dữ liệu của năm 2022 nhé. Hiện tại đây thì quý 3 đang update nha anh em. Đó, chúng ta có thể xem chi tiết về quý 2 đốt ở đây. Và các cái sự kiện độc quyền. Nói chung khi anh em sở hữu nhiều đồng FX thì mọi người có thể gia tăng được tài sản mưa trên nền tảng của sàn MBC đó. Và thời gian vừa qua thì cái đồng MX hầu như nó không giảm mấy mà nó tăng liên tục đó. Nó tăng từ từ nhưng tăng liên tục từ cái vùng 0,7 đô la. Và hiện tại thì khoảng tầm 2,7 đô rồi. Ok, và chúng ta vừa gia tăng được giá trị và vừa gia tăng được cái tài sản của anh em đúng không? Và nếu mà anh em chưa có tài khoản của sàn MBC, anh em có thể đăng ký ngay đường link ở phần mô tả video nhé. Mọi người sẽ nhận được các cái ưu đãi đến từ kênh YouTube của mình và hợp tác với sàn đó. Ok và hiện tại đây thì sàn sẽ hỗ trợ cho mọi người 0% về các cái phí marker, transport hoặc là bên future nhé. Hiện tại mọi người đánh các lệnh trên này thì hầu như phí bằng không hết cực kỳ là ưu đãi dành cho những người chúng ta đang trải nghiệm trên nền tảng của sàn MBC luôn. Trước tiên thì em không phủ nhận rằng là cái sàn MBC cơ chế listing một số cái đồng ăn coi cực kỳ là nhanh, đặc biệt các cái đồng trend coi bên ngoài hoặc là meme coi thì được list rất là nhanh trên nền tảng của sàn nhé và thời gian vừa qua nếu mà chúng ta đánh một số cái đồng coin ở bên sàn DEX đó thì mọi người sẽ thấy rằng là dễ có khả năng được listing trên nền tảng của sàn và đẩy giá cực kỳ là mạnh sau sau khi gọi là listing nhé mình cũng đã cô cho mọi người tham gia vào BB đúng không mọi người ăn được x 20 lần tài khoản hoặc là cái con ai đó cũng tương tự như vậy thôi rất là nhiều các cái đồng coi khác sau khi ở dưới sàn đất lên MEC thì được đẩy giá gọi là rất là mạnh luôn và tất nhiên cái việc listing nhanh như vậy ấy, thì cũng sẽ có lợi ích và sẽ có cái rủi ro nha anh em không phải cái đồng coin nào được list trên nền tảng của sàn MEC thì cũng sẽ gọi là an toàn và ích tài khoản đâu chúng ta sẽ cần phải lọc đó bởi vì hàng ngày họ list rất là nhiều các dự án không như kiểu là bài nen hoặc là một số sàn tốt khác như ô cách đó thì uh, chúng ta cũng thông cảm cho họ thôi bởi vì hiện tại họ vẫn đang là một cái sàn tốt dưới đúng không có đang ở sàn tốc dưới thời gian vừa qua thì họ cũng rất là phát triển rồi họ listing nhanh như vậy để hút dòng tiền vô có chen thì họ sẽ list thôi đó và cũng tất nhiên sẽ có cơ chế riêng của sàn đó ừ, về các cái dự án launchpad launchpool thì cũng gọi là để kiểm duyệt rõ ràng hơn tất nhiên thì cái việc listing nhanh như vậy cũng sẽ có cái rủi ro và cũng sẽ có lợi ích lợi ích đối với cả nhà đầu tư và lợi ích đối với cả sàn nhé sàn thì họ listing nhanh những cái đồng trend coin như vậy thì vô hình chung những người khác bên ngoài họ đang tìm những cái đồng ăn coin tại bên ngoài gọi là nghe theo trend đó ví dụ như kiểu zaka đúng không thì họ sẽ bắt đầu tìm đến những sàn sách nhé chứ không phải là sàn đất đâu bởi vì đa phần những người mới thì họ ít biết giao dịch ở trên sàn đất lắm cho nên họ sẽ lựa chọn sàn sách và MBC thì chắc chắn rồi sẽ là cái sàn nói chung thời điểm nhim coi sàn MBC để marketing rất là mạnh luôn đó đó là cái lợi ích đối với cả nhà đầu tư này thì cái lợi ích nữa đối với cả sàn thì họ sẽ được cái khối lượng và cái ưu sơ sử dụng ở trên sàn còn cái rủi ro là gì là hàng ngày họ lít quá là nhiều các dự án như vậy ấy. thì không phải dự án nào cũng an toàn đâu nha anh em không phải dự án nào lên trên MBC cũng được boom giá rất là mạnh đâu nhưng mà nếu mà nhìn tổng quan chung thì rất là nhiều dự án sau khi lên ấy, có cái khung mà 15 năm giảm giảm một chút sau đó thì lại boom ngay mình sẽ sâu cho mọi người một số dự án nhé và sâu luôn cho mọi người về cái dự án hôm qua mình côn cho anh em đó. đó là cái con gì nhỉ cái con pokemon đúng không đây sâu qua cho anh em đây tại sao qua mình côn cho anh em cái đồng coi đó thì mình cũng sẽ nói cho mọi người luôn về cái mẹo để tránh mất thời gian của anh em nhé và anh em nhớ follow cái twitter của mình nhé thời gian vừa qua thì cũng rất là may mắn bởi vì mình côn cho anh em ăn rất là nhiều các kèo x2, x20 cũng có luôn, x4, x5 và cả những đồng coin lâu cáp, đồng coin top cáp nhá chứ không phải là mỗi cái đồng nên coin nên liên quan đến meme coin đâu nhé thì cái đó đã gọi là sự may mắn của mình thôi và trong gần hai năm vừa qua thì mình vẫn làm như vậy và mình không có hề yêu cầu anh em sẽ cần phải bắt buộc phải đăng ký theo link grab hoặc là bắt buộc anh em sẽ cần phải tham gia nhóm này nhóm kia cho nên anh em thấy bên ngoài như nào đó mà đang giảm mà mình để gọi pull hoặc tham gia các nhóm VIP thì đó hoàn toàn là scam nhé mình nhấn mạnh lại cái vấn đề như vậy để mọi người biết nhé ok thì còn những vấn đề khác nhiều anh em thì kể cả có côn đúng đi nữa hoặc là côn win nhiều đi nữa thì họ vẫn chửi thôi mà bởi vì họ rất là nhiều người họ sẽ không có thái độ tích cực đâu khi mà côn nguyên nhiều như vậy đăng lên thì họ nói rằng là mình lừa gà còn những kèo mít thì ẩn đi không có đâu nha nha mọi người sẽ kéo từ trên dưới nhá kèo mít mình còn để nguyên nhưng mà nhìn tổng quan chung thì rất là may mắn bởi vì chúng ta ăn được nhiều kèo hơn thay vì mít nhá và đầu tháng 7 đến thời điểm hiện tại đây thì cực kỳ là ok luôn rất là nhiều người nhắn tin cho mình là đã về bờ đó mình không phải là tự kêu tự mãn gì đâu mọi người sẽ vào trong trên đồ telegram mình nhé trong đó có khoảng gần 1.000 người online trong nhóm group chat đó. thì anh em có thể hỏi trực tiếp luôn nhá Ok quay trở lại thì mình sâu cho mọi người xem biểu đồ chạt của con Pokemon nhé. Đây Pokemon là cái con hôm qua mình côn cho anh em xem đây. Vừa rồi thì có một bạn lại lượng thêm một vòng nữa đó. Đấy, chúng ta sẽ nhìn ở trên khung M15 nhé. Anh em sẽ để ý giúp mình này. Hàng ngày thì có rất nhiều cái đồng ăn coi listing trên nền tảng của sàn MEC. Thì cái đầu tiên ấy, đó là mọi người sẽ cần phải follow cái Twitter của MEC trước nhé. Đây này, mọi người sẽ gõ cái MEC này. Thì mọi người sẽ ra ngay cái Twitter chính thức của MEC đây. Đang có khoảng tầm gần một triệu người follow đó. Thì trên này anh em có thể cập nhật được những cái đồng ăn coi chuẩn bị listing trên nền tảng của sàn MEC. Thì tất nhiên có thông tin ở trên Twitter thì giá sẽ bay rất là mạnh trên đất rồi. Mọi người mua thì gọi là rủi ro đó nhưng mà anh em sẽ cập nhật được những thông tin dự án mới hoặc là FBC thì họ đang follow một số dự án hiện tại chúng ta đang follow đó mọi người sẽ thấy rằng FBC nếu mà họ follow thì anh em có thể là để ý đến những dự án đó đó là một cái cách còn cách nữa gọi là cơ bản nhất anh em còn cách nữa đó là mọi người sẽ để ý nhé hàng ngày thì rất là nhiều cái dự án này hôm qua mình cô cho mọi người tham gia vùng giá này đây đây không phải bảy đấy anh em và hiện tại đây vẫn đang không phải 4 là x ba x bốn lần và x bốn đúng không thì uh, tại sao có như vậy anh em sẽ nhìn giúp mình vào trong cái bảng đó là danh sách mới nhất đây nhá đó thì sẽ có rất là nhiều các dự án mới listing và mọi người sẽ vào bất kỳ một dự án nào đó mình sẽ ví dụ đối với cả pokemon này đây và mọi người sẽ lên trên nền tảng con cái cap và tìm hiểu luôn về cái dự án này hiện tại market cap ra là làm sao đây mình sâu qua cho người xem luôn nhá thực sự là làm một cái clip kiểu như vậy mất thời gian cực kỳ luôn đó anh em nó mất thời gian rất là nhiều cho nên là mình mới nói rằng là có nhiều vấn đề để nói đó nói trong một clip thì không thể hết được đó thì anh em sẽ nhìn nhé hôm qua mình coi cho anh em tham gia lệnh như thì lúc đó mà cái cáp khoảng tầm hai ba trăm nghìn đô mà thôi mình thấy mà cái cáp còn nhỏ cái thứ hai nữa anh em sẽ để ý rất là nhiều đồng coi sau khi sai quay và giảm mà không mà mười năm ấy sai quay nhẹ thì anh em có thể sẽ đáp lệnh cũng được nhưng mà sẽ rất nhiều cái đồng coi sau khi mà sai quay còn đâm xuống sâu hơn cả giá này cơ nên chúng ta sẽ còn phải check thêm dự án nhé là mọi người sẽ check thêm giúp mình ở trong cái chỗ ví dụ như kiểu thông tin về trader của dự án nhé xem mà có uy tín hay không này đó xem là hiện tại đây thì dự án có đang có một số KOL khác lớn ấy, hoặc là một số quỹ các họ follow hay không đó là một cách nhá cách thứ hai nữa là anh em sẽ check trực tiếp về on chain luôn đó on chain thì không phải một số đồng coin nào cũng đầy đủ thông tin on chain ở trên một số website đâu anh em sẽ check cho mình trong một hợp đồng ấy nhá trong folder đây thì mọi người thì kiểm tra hiện tại đây thì mọi người sẽ thấy rằng MEC nhá, họ đang nắm giữ đến tận 68,5% cho nên cái việc đẩy giá cho đồng coin này rất là dễ. Đó, mình nghĩ rằng nó còn có thể tăng trưởng nhưng mà mình không côn cho anh em tham gia thêm đâu nhá. 68% thì anh em sẽ để ý các cái đồng coin khác cũng như vậy thôi, gần gần tương tự như vậy nhá. Mình nói không hoàn toàn chính xác gọi là tương đối thôi nhá. Thì anh em sẽ để ý giúp mình những đồng coin khác mà MEC họ đang nắm giữ nhiều kể cả Binance như vậy thôi thì rất là dễ đẩy giá nhá. Họ sẽ có vùng giá để có thể đẩy lên cho anh em đó đó và ngoài ra anh em có thể thấy đây có một số cái địa chỉ ví khác đa phần là những địa chỉ ví của dự án nào đó đó còn địa chỉ ví đây mọi người sẽ để ý giúp mình những địa chỉ ví này nhé đây là những địa chỉ ví cá nhân ấy, thì họ đang nắm giữ khoảng bao nhiêu một chín thì mọi người sẽ kiểm tra xem là cá nhân hay là đang của sàn nào đó thì mọi người em có thể lên trên đi banh giúp mình nhé đó đi banh thì anh em có thể gõ giúp mình ở đây đó, anh em có thể dán vô cái con chắc đó đây. Thì anh em có thể kiểm tra giúp mình đó là hiện tại đây thì họ sẽ có cái lệnh mua bán nào đó. Nếu họ có động thái chuyển từ ví ra các cái sàn giao dịch thì chắn là họ đang có bán rồi. Đây thì banh hiện tại là họ đang hỗ trợ trách như vậy. Còn ngoài ra thì anh em có thể trách trực tiếp ở trên Etherscan luôn nhé. Anh em có thể click vô vào cái địa chỉ ví đó và anh em có thể là dán vô đây để kiểm tra các cái lệnh mua bán của cái địa chỉ ví này. Đối với cả đồng coi đó xem hiện tại họ còn hâu hay không đó. Ngoài ra thì một số cái đồng coin tốt khác thì anh em có thể check trên uh, ấy. Trước đây mình hướng dẫn cho mọi người check trên demo đó. Thì anh em có thể kiểm tra các cái lệnh mua bán ở đây. Đó, hiện tại đây thì họ có gom thêm đó, chứ họ chưa thấy dấu hiệu bán ra những cái lệnh gom gần đây nhất. Ok, đó là một số cái thông tin check về on trên mà thôi. Còn ngoài ra thì mình có thể check thêm một số cái thông tin khác nhé. Nói chung nói khá là sâu đó. mình sẽ update thêm cho mọi người clip sau. Còn cách tiếp theo, đó là vẫn trong một số cái đồng coin đó thì anh em sẽ copy giúp mình cái địa chỉ ví của sàn MC đây nhá. Anh em tiếp tục lên trên Dbank này, đó, anh em sẽ dán vô cái địa chỉ ví của sàn vô đây nói chung một sàn ấy thì họ có rất là nhiều các địa chỉ ví khác nhau nha anh em ờ, các địa chỉ ví gom token hoặc các địa chỉ ví của dự án thì rất là nhiều nha anh em đó thì anh em có thể thấy rằng là hiện tại đây trong cái mục transaction đó hôm trước thì mình có bắt từ một số các đồng ăn coin cho mọi người tham khảo vào lệnh nhé uh, về trên l hai đấy nhá v hai 0 đó thì anh em ăn được rất nhiều các đồng coin v hai không đúng không đó mình côn cho anh em Mà đó thì uh, mình cũng dựa vào cái cách này thôi nhá đây mình sẽ cho mọi người một cái địa chỉ ví hiện tại của sàn MC, đây là một cái ví rất là lớn khoảng tầm gần 1 tỷ đô la nhé 745 triệu đó thì anh em sẽ check ở trong một trang nhá. nhé ở trong cái một trang ở này đây thì hàng ngày mọi người sẽ thấy các cái lệnh chuyển của các cái đồng token đó thì hôm trước đây mọi người xin thấy chưa đó họ có chuyển thêm các cái đồng XX này đồng XCoin này thì hôm đó mình có bắt cho anh em một số cái đồng coin liên quan đến X hoặc là V2 đúng không thì anh em có thể là check tiếp tục ở trong các cái mục token ở đây anh em có thể lên trên đất stream nhé đó thì mọi người có thể bắt các cái đồng ăn coi đó ở dưới sàn đất trước đó trước khi mà listing mọi người sẽ có dấu hiệu nó chuyển lên trên sàn MEC thì mọi người có thể bắt trước nhé đó bình thường thì họ chuyển đấy thì chỉ khoảng một vài tiếng sau thôi là sẽ có thông tin và boom khá là mạnh đó là một số cách anh em sẽ cần phải khá là nhanh đó bởi vì đánh các cái trend này cần phải rất là nhanh chúng ta sẽ cần phải thao tác nhiều và quen dần ấy. Tất nhiên thì thông tin nội dung ở trong clip mình nói không phải lúc nào cũng đúng đâu nha anh em, gọi là tham khảo thêm mà thôi. Chứ còn mình biết là nhiều anh em đang xem clip này thì nhiều người còn rất là giỏi, thậm chí còn giỏi hơn mình cực kỳ là nhiều đó. Cho nên anh em tham khảo thêm những người mà chúng ta chưa biết hoặc là bổ sung thêm cho anh em những phần mà mọi người có thể là lợi ích cho mọi người nhé Đó, ở đây thì anh em sẽ dán vô cái con chắc này này. Đó, mọi người sẽ tìm ra được cái đồng ích này đúng không anh em? Đó, đồng ích này hiện tại thì đang có trên Sanemix rồi. Mình nói rằng là những đồng an coi mà hiện tại đang có trend anh em nghe trên ngoài trên Twitter đó ví dụ thời gian vừa qua nhé nói chung cái này cũng cần phụ thuộc vào cái trend cái khả năng bắt trend của anh em nữa có nghĩa là chúng ta đánh ở trên MEC thì đa phần là đánh về meme coin đó meme coin thì tăng trưởng khá là mạnh đúng không thì mọi người sẽ thấy rằng nếu mà xuất hiện các cái đồng coin liên quan đến trend AI thì sẽ có dog AI hoặc Shiba AI đó thì anh em có thể là check các cái đồng coin đó ở trên Tech Stream trước và sẽ check các địa chỉ ví hiện tại họ có thông tin gửi cho các cái quỹ hoặc là gửi cho địa chỉ ví hay không hoặc là check tiếp tục đó là ví dụ về trend lò 2 thì mọi người sẽ thấy rằng là gần đây thì có cái đồng BB2 đúng không? Bởi vì BB đang có trend đó rất là nhiều các trend khoảng thời gian tháng 4 đó, đến tháng 5 bùng nổ các là mạnh như vậy thì họ tạo ra con BB2 ấy, nó cũng đã x vài trăm lần thì bởi vì là đang có cái trend về cái xu hướng đó cho nên họ sẽ rất là dễ có thể bùng một số đồng ăn coi đó vậy nên sau BB thì mọi người sẽ để ý một số các cái đồng ví dụ như XRP nhé bởi vì XRP đang có tin tốt chắc chắn sẽ ra XRP2 đó cho nên chúng ta có thể check như vậy luôn nhé thì mình nghĩ rằng những đồng coin đó rất dễ listing trên nền tảng của sàn MBC Và mình nhấn mạnh một cái điều này Đó là không phải đồng coin nào có cái đuôi là V2 cũng được listing đâu nha Mọi người sẽ check thêm một cái này nữa này Mình sẽ ví dụ đối với cả đồng XRP2 đi Đồng XRP2 đây thì rất là nhiều cái đồng coin thuộc XRP2 đúng không? Anh em có thể check ví dụ một số đồng coin này đi Thì mọi người có thể check thêm một số thông tin khác liên quan token Đây sẽ là cái địa chỉ con trắc này Thì anh em có thể là lên token Slipper này đó thì mọi người thể check xem là hiện tại đây cái token này có an toàn hay không. Đây chỉ là một cách check mà thôi nha. Nói chung chỉ là một cái công cụ để mọi người check thêm mà thôi chứ còn thực sự là nhiều token 100 điểm nhưng mà vẫn bị scam bình thường thôi. Nó sẽ check cho mọi người một số điểm ví dụ như kiểu hiện tại đây điểm uy tín sẽ là 59 trên 100 thì sẽ có một số cảnh báo như vậy nhá. Ví dụ như kiểu ví holder đang nắm giữ là nhiều quá hoặc là dự án này không được lock cái liquid like đó. Thì rất là nguy hiểm luôn á Khả năng sẽ bị rút boom đó, uh, Gọi là scam trực tiếp luôn đó anh em Thì uh, ngoài cái vấn đề trách đó ra Thì anh em tiếp tục uh, Tìm kiếm cái contract này Trên nền tảng Twitter giữa mình nhé. Đó thì mình sẽ check cho người Một số cách Để anh em sẽ biết rằng là Hiện tại đây Những đồng coin đó Có khả năng lead trên nền tảng Của MEC Bởi vì uh, đang có trend Cho nên MEC sẽ lead Hầu hết tất cả các đồng an coin Đang có trend thôi Đó Chúng ta sẽ tìm đồng coin này nhá Và đồng coin nào á uh, ở đây mình đang ví dụ thôi nhá đồng coi nào mà có Twitter nhá đó đồng coi nào có Twitter nhá mình sẽ ví dụ đối với cả XRP2 đó thì anh em sẽ nhìn thấy đồng coi nào có Twitter thì đồng coi đó mới được listing nhá còn đồng coi nào đó một boom doom ấy, mà không có Twitter không có thông tin của dự án ấy, thì hầu như là không được listing trên nền tảng của MSC đâu và mình đang hướng dẫn cho anh em một số cách để mọi người thể là tìm cái dự án có khả năng listing trên nền tảng của MSC đó mọi người thể là tìm theo trend ví dụ như kiểu là đồng XRP2 đúng không XRP2 vừa rồi đúng không anh em có thể gõ XRP2 ở đây thì mọi người sẽ ra thấy rằng hiện tại sẽ có một số dự án có Twitter nhưng mà anh em sẽ tìm thêm đó là Twitter hiện tại đây thì đang có cái lượng follow và lượng tương tác ok hay không nếu mà lượng follow và tương tác ok thì cái dự án đó khả năng rất là lớn được listing trên nền tảng của sàn MEC và ngoài ra anh em sẽ check thêm giúp mình một cái nữa đó là cái con chắc của cái dự án này này đang được nhiều KOL nhé mọi người chỉ cần tìm cái con chắc ở trên cái mục tìm kiếm ấy thôi là sẽ thấy rất là nhiều cái bài viết liên quan đến con chắc này chẳng hạn đó đây hiện tại như kiểu là chỉ có một cái bài viết này thì không uy tín đâu nha chúng ta sẽ tìm con trắc khác mà có nhiều bài viết hơn ấy, có nghĩa là được nhiều người siêu hơn họ đang gọi là phong mô tới cộng đồng mà cho nên là chúng ta chỉ cần thấy con trắc đó và cái twitter đó đang được rất là nhiều các kêu nghe hiện tại họ đang siêu ấy, rất là nhiều các nơi khác họ đang nói về cái dự án đó thì khả năng dự án đó chưa được list trên nền tảng của MBC thì sẽ được list nha ngoài ra thì sẽ còn một số cách khác để có thể là gì sâu hơn về những dự án ấy thì khả năng mình sẽ bổ sung thêm cho mọi người ở những phần sau nhé và trong clip này thì mình sẽ bổ sung cho mọi người những cách gọi là cơ bản nhất như vậy thôi. Ok, xong phần thứ hai đây thì mình sẽ giúp cho mọi người chúng ta sẽ có thể đăng ký tài khoản và giao dịch đối với cả những người mới nha anh em. Anh em sẽ click vào đường link đối tác ở dưới phần mô tả video. Và đây mọi người sẽ điền email giúp mình nhé. Mình sẽ ví dụ đối với cả một email và mật khẩu thì anh em sẽ điền các cái mật khẩu bảo mật làm sao cho an toàn nhất. Ví dụ như kiểu là chữ cái viết hoa, chữ thường số và ký tự đặc biệt đó. Em sẽ chọn vô mục đăng ký thôi nhé. Tiếp theo thì anh em sẽ xác minh cái post đó. Ok, chọn ok thôi và sau đó thì sẽ có một cái mail gửi cho mọi người đó anh em sẽ vào mail và lấy cái code nhé anh em nhắn vô code là chúng ta đã hoàn thành xong rồi nha anh em ở dưới đây sẽ có những nhiệm vụ để anh em có thể nhận được 1.000 đô tiền thưởng nhé ok và quay trở lại đối với cả giao diện chính của sàn đi thì để bắt đầu mọi người sẽ nhìn đây sẽ là cái giao diện chính khi mọi người đăng ký tài khoản xong nhé anh em cũng nên chúng ta kyc nha mọi người sẽ click vô một cái mục xác minh này đó ở đây sẽ có kyc nâng cao nhá ở đây mọi người sẽ lựa chọn phần quốc gia đó nha mọi người sẽ lựa chọn là việt nam chẳng hạn đó cái này thì mình nghĩ rằng là ai cũng làm thôi loại giấy tờ thì anh em có thể lựa chọn bằng bằng lái xe chứng minh thư là dễ nhất nhé đó chọn xác nhận thôi và cái thông tin ở đây thì mọi người sẽ update như là các clip trước mình rất cho mọi người thôi Những người mới thì mình nghĩ rằng khả năng cũng rất là dễ nhá chọn tôi xác nhận này chọn tiếp theo này đó anh em sẽ chọn vào cái mục cho phép để nó dùng camera quét cho mọi người chứng minh thư mặt trước và sau và sau đó sẽ là quét mặt là xong nhá như vậy thôi là chúng ta sẽ hoàn thành xong cái mục KYC hoặc là mọi người có thể sử dụng trên điện thoại cũng được nhé Quay trở lại đối với cả giao diện chính thì mọi người sẽ nhìn thấy hiện tại đây nhé. đang có rất là nhiều cái event ở trong các poster hiển thị đây này, đó, hàng ngày nhé. Ví dụ như Kickstarter này, em click vô đây này, đó, sẽ tham gia vào chương trình Kickstarter nhé. là những ai mà chúng ta đang nắm giữ cái đồng MX nhá. Thì đây sẽ có cái thông tin điều kiện và hàng ngày cực kỳ là nhiều nhá. Em chỉ cần click cho một cam kết nhanh nếu mọi người đang sở hữu các cái đồng là MX đó và số lượng MX thì sẽ được chia thưởng. Mình sẽ ví dụ hiện tại đang có một số các đồng đang có một số các cái dự án hiện tại, ví dụ như kiểu là dự án Coda nhá. Đó, họ còn 19 giờ nữa để mọi người từ cam kết này anh em đang sở hữu đồ mx mọi người click cho một cái mục là cam kết đây đó ví dụ chúng ta muốn mua cái đồ mx thì mọi người sẽ click cho mục support đây nhé đó click cho mục support này và hiện tại đây thì các cái lệnh mua bán giống như trên nền tảng của bài mà thôi nha anh em đó thì họ cũng sẽ có các cái lệnh về limit limit có nghĩa là chúng ta sẽ đặt cái lệnh mua đó ví dụ mọi người muốn mua giá thấp hơn mình sẽ ví dụ đối với cả đồng pokemon hiện tại đang giá 23 anh em muốn mua vùng vùng giá của tầm 13 em có thể đặt vùng giá đây là 13 nhé đó và mọi người sẽ set up cái số tiền mọi người muốn mua ví dụ 100 đô 200 đô đó và chọn mua thì nó xuống cái giá là 13 nó sẽ cấp lệnh của mọi người đó và sau đó tăng lên thì mọi người sẽ có lợi nhuận và anh em có thể bán bán ở đây thì mọi người cũng có thể thực hiện các cái lệnh tương tự như vậy thôi sẽ có bán limit đó ví dụ chúng ta mua được giá 13 rồi mọi người muốn bán ở giá 23 thì anh em có thể là set up một lệnh bán ở giá 23 nhé đó là lệnh limit rất đơn giản và dễ thôi còn lệnh market có nghĩa là mua và bán trực tiếp giá thị trường luôn ví dụ anh em có 100 đô tài sản em kéo hết chẳng hạn đó hoặc là mua 50 đô anh em chọn ấn vào market và chọn mua thì nó sẽ mua ngay cái giá thời điểm hiện tại luôn nhá và bán tương tự như vậy nhá đó còn stop limit là cái lệnh này khả năng nhiều anh em người mới không biết thì sẽ là một cái lệnh kích hoạt giá trường hợp mà chúng ta mua mà sợ giá đồng coi đó nó bị giảm xuống đó nha đó nó giảm xuống mà mọi người không cắt lệnh kịp hoặc mọi người không theo dõi kịp ấy. thì anh em sẽ sử dụng cái lệnh stop limit này đây các cái lệnh đó thì mình hướng dẫn cho mọi người một clip riêng rồi anh em sẽ lên trên youtube giúp mình và gõ là hướng dẫn mua coi nhá Nhìn dẫn ra các cái clip cơ bản nhất anh em nhìn chưa hiện tại đây mình còn hướng dẫn cho mọi người mua trần đất cơ đó thì sẽ ra cái clip hướng dẫn mua coi bằng việt nam đồng trên binance này hoặc là hướng dẫn bán có luôn nhé mọi người có hướng dẫn bán là có ngay nhé còn đối với cả người mới thì mình không khuyên mọi người đánh future đâu đây sẽ là cái mục đánh future nhé thì về sau đi mọi người có kinh nghiệm thì mình sẽ dẫn thêm cho mọi người nhé còn cái mục em đây đây vừa rồi mới là kích starter thôi còn em đây cũng sẽ là một cái mục nữa hàng ngày để chúng ta có thể kiếm được tiền nhé ví dụ hàng ngày chúng ta đánh future trên này thì mọi người nhớ click vào cái mục và đăng ký phần thưởng đó để nó sẽ gọi là book vé cho anh em đó thì sẽ có các cái mốc để chúng ta sẽ được vé và vé đó may mắn chúng thì mới nhận được 34 đô la bonus ở trong tài khoản future nhé ngoài ra thì trong một spot anh em tham gia thêm cái mục đó là launchpad nhé launchpad ở đây thì đa phần những dự án được listing Cái mục này đây thì roi khá là ok đó những ngày mà chúng ta đang nắm giữ cái đồng mx thì mọi người có thể tham gia hiện tại đang có cái dự án đó là piri đó chuẩn bị listing này đó dưới đây đây chúng sẽ có thêm một số dự án khác thì anh em sẽ click vô cái mục là cam kết mx có nghĩa là chúng ta đã mua đồng mx rồi nhá trong một spot đây mọi người sẽ tìm đến cái đồng FX đó và có thể nếu mà ai quan tâm đầu tư thì mọi người nhớ cái vùng giá nó giảm xuống để mua Còn mình nói cái đầu clip rồi thời điểm hiện tại ở đây thì mình không siêu và mình không nói rằng là đồng FX có thể mua hiện tại đâu nha hai vì bảy đô hiện tại cái đồng coin này có market cap ở bên ngoài đâu đó khoảng tầm hơn 200 triệu đó tất nhiên so với cả một số các đồng coin khác về coi sàn thì nó còn khá là nhỏ nhưng mà nó tăng trưởng khá là nhiều rồi thì anh em có thể đợi sau này nó chỉnh xuống mua cũng được còn nếu mà ai quan tâm đầu tư thì có thể giải lệnh nha còn nếu mọi người muốn nạp tiền vô thì anh em sẽ click vô mục nạp giúp mình nhé. Đó, ở trong mục nạp đây thì anh em có thể nạp trực tiếp bằng Việt Nam đồng hoặc nạp trực tiếp bằng các cái nền tảng sàn khác như blockchain đó. Đây, ví dụ mình đối với cả blockchain nhé, em đang có tiền ở bên Binance. Em muốn nạp USDT sang bên này thì mọi người sẽ click vô USDT. Ở dưới đây thì mọi người sẽ click vô vào các cái mạng lưới blockchain đó thì anh em sẽ lựa chọn những mạng lưới hiện tại đối với cả bài nhan thì BEP20 đang khá là rẻ đó anh em sẽ copy nhá click vô đây và lấy cái địa chỉ ví nhá để lấy cái địa chỉ ví đó anh em sẽ copy địa chỉ ví này và sang bài nhan dán vô vào cái mục gửi tiền đi đó và chọn đúng mạng lưới BEP20 nhá thì sẽ sang tài sản cho mọi người rất là nhanh thôi thì mất được đó khoảng tầm 0,2 đô phí thôi nhá đó là việc nạp ngoài ra thì anh em có thể nạp trực tiếp bằng fiat thì anh em sẽ mua có các thương gia là những người bán USDT cho anh em đó thì mọi người sẽ xem lại clip với giúp mình nhá đó clip này thì mình đang dẫn cho mọi người mua rồi và trên MBC thì y như vậy luôn nha ok và qua clip này đây mình đã biết nhanh cho mọi người một số cách để chúng ta có thể bắt được một số các đồng an coi tăng trưởng mạnh ở trên nền tảng của sàn MBC và ngoài ra cũng đã hỗ trợ cho mọi người những người đăng ký mới á, để chúng ta có thể biết cách cơ bản nhất để giao dịch mình nói cho anh em rồi nhá những người mới thì đầu tiên chúng ta sẽ cần phải biết cơ bản nhất đó là mua bán giao dịch đó là cách cơ bản nhất sau đó thì anh em mới có thể là bắt đầu tìm hiểu về những dự án và bắt đầu tham gia đầu tư để tham gia đầu tư được thì một người chỉ nên tham gia đầu tư với số vốn nhỏ nhất thôi ví dụ một hai trăm đô và trong khoảng một hai năm ấy, để mọi người lấy kinh nghiệm trước và sau đó thì khi mà có kinh nghiệm rồi bắt đầu chúng ta cũng gọi là tham gia đầu tư với số vốn lớn hơn và tham gia vào một số các nền tảng gọi là mạo hiểm hơn như future đó để có thể cảm nhận thị trường nhá ok và nếu clip này hữu ích cho anh em ấy, anh em hãy thả cho mình một like và nhớ subscribe kênh youtube và nhấn bật thông báo luôn nhé để không bỏ lỡ qua tất cả những nội dung quan trọng từ thị trường này Xin cảm ơn anh em và hẹn gặp lại tất cả mọi người ở những clip sau.